Ở đây có nhiều cá lắm nè các bạn ơi. Ở đây có nhiều cá lắm nè, bơi kìa, con ngồi xuống đi. Con ngồi xuống đi rồi cha sẽ làm cái cần câu cho con câu nha. Này, cần câu nè các bạn. Nè, nè bo cần cái này nè. Bo cầm cần này đi. Rồi cha chỉ cho bo câu nè. Nè. Ồ, dính được một con cá nè. Nè. Cầm ơi, con này con cá gì coi coi. Nè, để đây đi các bạn. Rồi, bo đứng đây câu đây, câu đây. Ở đây có con rùa nữa này các bạn ơi. Nè. Wow, để cho con rùa này nó cóp nữa nè. Để mình cho nó xay thử nha. Nè. Wow, nó lội luôn kìa. Đã vậy nó bơi túi bên kia luôn rồi. Rồi, đây này. Đây là cái con bạch tuộc nè. Con bạch tuộc này bự quá. Còn đừng có bước ra nữa nghe, bước ra nó dính sình nha. Nè, bạch tuộc nè. Ồ, ủa, chân bạch tuộc kìa. Ở đây có món đồ chơi gì nè các bạn ơi. À, đây là một con cua. Con cua này cái càng của nó màu vàng nè các bạn ơi. Sao lại nằm ở đây? Sao lại có con cua ở đây? Ê, đây các bạn thấy gì không? Đây này. Đây này. Ê, đây là một con cua. Một con cua thiệt luôn. Đây này, đây này. Ôi, nó kẹp. Kẹp các bạn ơi, con cua này hung dữ quá. Kìa. Vì nó xong tới nó kẹp mình đó nghe. Nãy nó mới xong tới á. Nó. Con cua này hung dữ quá. Coi nè, bạn coi nè. Coi nè. Mình lấy cái mình không cần mình lấy cái máy quay mình để gần thôi mà nó đó. Nãy tới nó kẹp luôn. Ôi. Đó, mày ngơi. Thường nó ra. Trốn vô trong đây luôn rồi nè. Nè các bạn ơi. Nè. Ôi. Wow. Kìa. Để nó lại. Ồ, cái này nó kẹp một cái rau lắm á nha. Mình không dám đụng nó luôn á các bạn ơi. Nè. Đè nó gì nè các bạn. Đè nó gì nó hóa kẹp mình được. Ủa nó mạnh quá, nó lực quá. Ui. Cẩn thận với mấy con cua này nha các bạn ơi, nó kẹp một cái là đau lắm. Mình phải kiếm sợi dây mình buộc càng của nó lại nha. Nè các bạn ơi, câu dính một con rùa nè. Wow. Đây, sẽ là mở con rùa này ra nha. Mở con rùa này ra, đó. Tiếp tục câu nha. Dép ở đâu anh? Đây, một con này nữa. À, ở trên kia có con gì kìa bói. Ê, lên đây coi con. Nó đang nằm ở trên cái cây này các bạn ơi. Con này nằm trên cái cây chuối nè. Ồ. Nó quá vậy. Bò nó kêu thật to luôn. Nè bò bớp ơi. Bò đây là con này là con gà. Kìa, bên kia có con gì nữa kìa. À, là con cá sấu ơi. Đi ra đây đi, mình ra đây mình chơi nè. Ở đây ngồi nè. Ơ kìa. Ở đó có con, bo chạy lấy con đó đi. Chạy lượm ơi, lượm con đó đi. Chạy lượm đi bo. Đưa cho coi coi. À, đây là con gì đây. Đây là con vịt các bạn ơi, con vịt này.
nó mềm quá, mình kéo dài ra được luôn nè. Ê, đây là con, đây là con gì? Con này là con nhím. Con nhím mình bóp nó nè. Có cái mặt của nó nè nha. Mặt của nó bự ra nè. Mặt bành ra luôn nè. Nè, bóp đi. Còn này là con cá sấu nha các bạn. Rồi để đây cho ba chơi nha. Đó, nè, đó. Rồi để đây cho con đó. Cho đi xuống dưới cho con cá nha. Ừ. Các bạn ơi, cũng được khá nhiều đồ chơi nè. Bên đây, bên bây giờ mình sẽ qua bên đây. Bên đây có một ổ cá luôn các bạn ơi. Ổ cá luôn. Nè. Này, một con này nữa. Nè, cho bo lên đây chơi đi em ơi. Nè, cho bo lên đây chơi nè. Đừng có cho đi ra thôi, cho em chơi mấy con cá đó. Mình sẽ câu để lên tới cho bo chơi nha các bạn ơi. Bo đang nhõng nhẽo rồi. Cái này là cái xấu nữa các bạn ơi. Nè, dục qua bên đó đi. Dục qua đóng bên đây đi. Wow, ở đây có con vịt gì ngộ quá nè. Con vịt gì nó mềm eo luôn. Cái đây. Con mình bóp cái mặt của nó phì ra nè nha. Nó không bể luôn các bạn. Bóp nó không bể luôn, nó phì ra không à. Ngộ quá. Nè, đưa để tay ra nó biến thành bình thường. Nè, bóp cái nó phì ra nè. Đó, rồi cho vô ổ luôn. Bây giờ mình bắt bằng tay luôn đi cho nhanh các bạn ơi. Nè, cái tay chụp cái là dính liền, chụp cái là dính liền. Đó, ba con vô ổ. Đây nữa, hai con. Con rùa vàng nè các bạn ơi, rùa này màu vàng. Ê, cá này màu xanh nè. Cá này cũng màu xanh luôn. Nè, để đây cho bo nha. Bây giờ mình sẽ đi bắt hai con kia kìa bạn. Một con rùa bơi biết bơi với một con bạch tuộc kìa. Con bạch tuộc nè. Cho bạch tuộc vô đây. Con rùa kìa. Rùa nó bơi ra xa quá à. Nó kéo nước lại, phát nước lại. Ôi, nó chìm luôn rồi. Đừng chìm nha. Wow, được rồi. Đó, rùa. Đó, nãy giờ câu được rất là nhiều đồ chơi, rất là nhiều cá luôn nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đem lên trên lấy cây súng nước ra để rửa nha các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ rửa sạch mấy bạn cá này nha các bạn. Bây giờ mình thâu cần trước, rửa cần luôn. Cần câu cũng đã dơ nè, rửa cần nè. Rửa xong rồi mình sẽ đem về nha. Đó, đây là một cái cần đầu tiên. Ship vô. Thâu dây vô. Rồi, để vô bọc. Rồi, một em là tụi nó được sạch sẽ. Em gà la hét xình luôn.